Số ca mắc mới COVID-19 tại Bangkok đã tăng gấp đôi lên khoảng 700 ca mỗi ngày sau lễ hội mừng Tết cổ truyền Songkran kết thúc vào tuần trước. Bộ Y tế Thái Lan cho biết số người mắc COVID-19 mới có khả năng tăng lên 1.000 ca mỗi ngày do nhiều trường hợp không báo cáo với chính quyền địa phương. Các chuyên gia khuyến cáo những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương bao gồm người già, những người có bệnh lý nền nên tiêm phòng cả hai bệnh cúm và COVID-19. Chính quyền thành phố Bangkok cũng cho biết người dân không nên lo lắng về sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 do hầu hết các ca nhiễm mới là biến thể phụ cũ, không phải biến thể XBB 1.16 mới của Omicron. Viện Nghiên cứu Dân số và An ninh Quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2070, dân số Nhật Bản dự báo sẽ giảm xuống còn 87 triệu người, giảm 30% so với năm 2020. Tính đến năm 2020, dân số Nhật Bản là 126,15 triệu người và dự báo sẽ giảm xuống dưới mức 100 triệu vào năm 2056. Người nước ngoài, gồm sinh viên và người lao động cư trú tại Nhật Bản từ 3 tháng trở lên, dự báo sẽ chiếm hơn 10% dân số vào năm 2070, tăng đáng kể so với tỷ lệ hơn 2% của năm 2020. Viện trên cũng dự báo những người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản sẽ chiếm 40% dân số vào năm 2070. Trang trại bảo tồn tê giác lớn nhất thế giới nằm ở Nam Phi sẽ được bán đấu giá. Đây là trang trại được bảo vệ nghiêm ngặt tại tỉnh Tây Bắc, nơi có khoảng 2.000 con tê giác trắng phương Nam. Loài tê giác đã bị săn bắt gần như là tuyệt chủng vào cuối thế kỷ 19, nhưng dần phục hồi nhờ nỗ lực nhân giống và bảo vệ. Phiên đấu giá trực tuyến sẽ bán toàn bộ tài sản trong dự án Platinum Reno nhân giống và bảo tồn tê giác trắng thuộc sở hữu tư nhân của Nam Phi. Đây là dự án lớn nhất thế giới thuộc loài này. Dự án đã được triển khai từ năm 2009 và hiện đang bảo vệ gần 2.000 con tê giác trắng phương Nam tại một thảo nguyên rộng 8.500 hecta ở Nam Phi. Chủ sở hữu trang trại cho biết tương lai của tê giác trong trang trại phụ thuộc vào kết quả đấu giá. Nếu cuộc đấu giá thất bại, dự án sẽ bị hủy bỏ khiến tê giác trắng phương Nam đứng trước nguy cơ biến mất. Danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã xếp tê giác trắng vào loài sắp bị đe dọa với khoảng 18.000 con còn lại sau khi số lượng giảm đi trong thập kỷ qua.